bằng mắt thường người ta nhìn cái giò khi gói nó ra, vớt ra ngoài thì nó khô nó trắng tinh như giò mới gói. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi cắt nó ra thì miếng giò nó xốp mịn và nó rỗng, nhìn cái độ bóng của nó không bị sờn, nó thẳng và nó mịn rất là thơm. Bằng khẩu vị thì chúng ta có thể nhận diện giò thơm ngon như thế nào ạ? Bằng khẩu vị thì nó phải thật là rất thơm ngon, nó có hương vị của thịt, có mùi vị của nó. Còn khi mà đã có cho tinh bột thì không có cái hương vị. Đi mua giò này không phải là mắt thường, mà còn chúng ta có thể nếm vị của nó, ta đưa vào miệng thì nó có vị chát, thì đấy là giò hàn the. Nếu như giò trôi nổi là thường người ta cho hàn the. Cái nhất là nó rẻ, và cái hai là nó dễ làm. Cho hàn the vào thì lại để nó lại được lâu hơn. Nếu mà để ngoài cái môi trường tự nhiên thì giò thì không để được lâu, chỉ để được một ngày thôi. Bây giờ nếu muốn bảo quản một cái thời gian mà được lâu thì chúng ta mang cái giò này về, thì ta cho nó vào tủ lạnh, chỉ cần ngăn mát thôi, nhưng mà phải để nguyên bản cái giấy như thế này. Khi ăn ta dỡ cái đầu nó ra, ta đẩy nó ra, dùng con dao sạch sẽ cắt, cắt xong ta lại đút nó vào, gấp nó vào, bỏ vào. Thế muốn để cho nó nóng lên thì ta bỏ hấp cơm hoặc hấp cách thủy lại thì cái giò như mới. Thế còn muốn để một thời gian thật lâu thì phải đưa chúng tôi, khi để nguội tôi hút chân không về, bỏ vào tủ đá 6 tháng bỏ ra ăn vẫn như thế. Ta phải chọn các cái cơ sở có uy tín, chúng ta nên mua vừa phải, ăn là làm sao đến tầm mùng 2, mùng 3 là được rồi. Mùng 2 chúng tôi đã sản xuất rồi.